Miền Tây có tỷ lệ ly hôn cao nhất, cứ 10 người ly hôn là có 3 người miền Tây. Mình thấy là vùng miền nào thì cũng có người này người kia, nhưng mà thực tế là mình cũng không muốn phân biệt, nhưng mà ở nhà mình có 3 anh, thì nhà mình vào Nam này thì phần đông sống quanh nhà mình là miền Bắc, có cả cũng có người quen, người họ hàng, cả 3 anh này đều đi học ở thành phố. Xong rồi cũng nói chung là toàn tuổi 24 đầu 9x thôi. Lấy 3 chị này đều là ở miền Tây, học ở Sài Gòn xong rồi quen nhau rồi cưới nhau. Đặc điểm chung là cả 3 anh đều ly hôn và đều có con. Người cao lâu nhất thì như là gần 1 năm, còn lại là 6 tháng rồi, vài tháng. Và 3 anh này chỉ là trường hợp gọi là người cùng quê biết thôi, còn ở ngoài cuộc sống thì Khanh nghe thấy nhiều. Và đặc điểm chung mà tìm nguyên do thì Khanh quan sát thấy và mọi người xung quanh Khanh cũng thấy thế. Đấy là các bạn nữ ở miền Tây thì thấy là không có chịu khó bằng người miền Bắc, hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng được cái nổi bật đấy là chịu chăm sóc sắc đẹp, cho nên là được cái là đẹp. Chủ yếu là chăm sóc bản thân thì khá là chăm, nhưng mà làm việc này kia thì làm biếng. Và Khanh thấy rằng cái sự chịu đức, chịu khó của các bạn nữ miền Tây tất nhiên là nó thấp rồi. Cho nên trong chính cả cái mối quan hệ với những cái vấn đề mà xảy ra, họ cũng rất là dứt khoát luôn. Họ như kiểu là họ bất cần, họ không có tính xây dựng cao lắm, họ cảm thấy không hợp là họ bye bye luôn. Họ không phải chịu khó chịu thương như là kiểu ở thế hệ mẹ mình hoặc là ở miền Bắc trước ấy, thì là mọi người chịu khó ở lại với nhau, cùng nhau thay đổi vun vén. Còn không, thấy mấy bạn nữ miền Tây là những cái trường hợp mà Khanh thấy là nói chung là không hợp hoặc là chán là họ quyết định họ bỏ luôn, rất là dứt khoát. Và nhiều trong số đó lại còn là hung dữ đó. Thế mà các anh trai mà miền Bắc gọi là vẫn còn cái bản tính hoặc là gia đình vẫn còn kiểu chịu khó và kiểu tiết kiệm ấy, thì sẽ rất là phải cân nhắc nếu mà chọn người vợ đồng hành cùng mình là một cô gái ở miền Tây. Dẫu Khanh gặp nhiều bạn nữ ở miền Tây rất tốt, như bạn thân của Khanh cũng đang lấy một bạn nữ ở Sài Gòn và bạn ấy tuyệt. Theo Khanh thấy thì nó đơn giản, nó là văn hóa vùng miền thôi. Cho nên là trong tình yêu Khanh không có khái niệm đúng sai, Khanh chỉ có khái niệm là hợp và không hợp. Vậy nên để mà quen và hòa hợp được với các bạn nữ ở miền Tây thì một chàng trai đó cần phải chịu khó và nuông chiều vợ một chút, chiều bạn gái. Nhưng mà Khanh có gặp một số trường hợp là chính các bạn ở miền Tây là các bạn trai nó cũng không thể chiều nổi luôn. Bởi vì nhiều trong số các bạn đi chơi nhiều quá mà lại không có làm, hưởng thụ nhiều quá đến tiền nó kiệt quệ, nên là nó xảy ra những cái mâu thuẫn bất đồng. Văn hóa miền Tây Khanh thấy là mọi người sống thoáng, chi tiêu nó thoải mái, nói chung là kiếm được nhìn ngắn thôi, tức là bản thân mình hôm nay ngày mai thôi, chứ không có nhìn xa như người ở miền Bắc hoặc là những người miền Trung. Họ luôn tích góp để tích trữ, tiết kiệm, xây nhà để của cho con cho cái. Còn mọi người miền Tây Khanh thấy sống rất là thoải mái, có thể thậm chí là mượn về để ăn, để tiêu xài, để trả sau, không vấn đề. Đó nên là để hạn chế cái sự khác biệt này thì chúng ta lên xem kỹ. Còn trong cái chuyện yêu đương thì bình thường thôi, đơn giản thôi, nuông chiều yêu thương nhau là ok. Nhưng mà để đi lâu dài với nhau thì lên cân nhắc thật kỹ với những cái tính cách như vậy. Vì sau này về chung nó có rất nhiều vấn đề nảy sinh, nó cần có sự vun vén từ cả hai bên, cần có sự chịu đựng. Và công việc cần phải biết san sẻ với nhau chứ không thể là mặt lười mà làm biếng ra được. Và cần phải có sự quản lý tài chính chi tiêu thì nó mới đi bền được với nhau. Và một cái điểm nữa của các bạn nữ miền Tây mà Khanh thấy đó là họ rất hướng về bố mẹ đẻ của họ. Tức là họ muốn một cái bạn đấy, nếu mà có điều kiện là phải lo được cho bạn ấy cả gia đình, bố mẹ đẻ của bạn ấy luôn. Cái này Khanh nói thật là cũng khá là nguy hiểm ấy. Nói chung để giảm cái tỷ lệ trên đây xuống thì chỉ có hai cách. Một là sự thay đổi, hai là chúng ta phải lựa chọn thật kỹ và phải hiểu chúng ta đang chọn cái gì. Thay đổi thì chắc là không rồi đấy, nên hãy lựa chọn thật kỹ.